Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tiếp cho anh em một chiếc laptop gaming đến từ nhà Acer, đó chính là Tut Gaming. Cứ nhắc đến gaming là anh em chắc chắn sẽ chơi những cái phần mềm như là PowerPoint Genshin, Excel Liên Minh hay là kể cả cảnh sát bắt tội phạm chẳng hạn, đúng không? Thì trên bàn mình đây đó chính là chiếc Acer Tut Gaming F15. Acer Tut Gaming F15 và phiên bản mình đang có ở trên bàn đây đó chính là Intel Core i7 13620H, cùng với đó là card RTX 4060 với 8GB. Tần số quét của nó sẽ là 144Hz. Nó sẽ tham chiến trên mọi mặt trận game của anh em một cách mượt mà nhất. Cùng với đó là màn hình Full HD cộng nhưng mà cũng không được nét cho lắm, nhưng mà chiến game vẫn phê nha anh em nha. Hiện tại thì mình đang quay video vào ngày 15 tháng 3 và FPT Shop vẫn đang bán với mức giá được giảm là tầm hơn 4 triệu. Nó chỉ còn là 32 triệu 490 ngàn thôi. Nên anh em thấy nó hợp lý ấy, thì chốt ngay nha. Còn bây giờ sẽ là review chi tiết. Để nói về laptop gaming ý, thì chắc chắn anh em phải nói về cái cấu hình và hiệu năng của nó đầu tiên. Laptop Acer Tut Gaming F15 được trang bị cái ổ cứng là SSD 512GB, RAM sẽ là RAM 32GB, hai thanh RAM 16GB cho anh em luôn, chuẩn DDR5 luôn. Nó sẽ cho ra tốc độ rất là nhanh và xử lý được hầu hết tất cả các tác vụ thường ngày của anh em, như là chơi game này, truyền xuất dữ liệu, học tập hay là handcode hơn, anh em có thể làm đồ họa và lập trình ở trên em nó. Và theo như mình thấy thì dung lượng RAM nó lớn này, SSD cũng dư giả nữa. Nó sẽ cho ra cái tốc độ nhanh giúp anh em tận dụng được cái chiếc laptop gaming này nhiều hơn. Mình sẽ chứng minh rõ về cái điểm hiệu năng của chiếc laptop Acer Tut Gaming F15 này thông qua hai cái app, đó chính là app Cinebench R23 và app Fullmark, về cái cấu hình chip của Intel Core i7 13620H và cả đó chính là RTX 4060 cho anh em coi thử nha. Với Fullmark thì mình test GPU ở nhiệt độ sẽ là 74 độ C và mức FPS trung bình sẽ đạt là 151 FPS. Với 10 nhân và 16 luồng ý, cộng với đó là dòng chip H nữa, thì mình chắc chắn rằng là nó sẽ giúp cho anh em giải quyết tất cả các tác vụ đằng ngày này, từ các bạn học sinh sinh viên này, các bạn làm văn phòng hay là những người mà hay chơi game nữa, thì nó sẽ giải quyết được tốt cho anh em nha. Và mình nghĩ rằng là nếu như anh em chỉ dùng cơ bản ấy hoặc là chơi game thường xuyên ở trên máy thì máy nó có thể phục vụ cho anh em từ 3 cho tới 4 năm nữa nha. Và mình cũng có test các thông số công suất mà Acer Tut Gaming F15 này nó đạt được thông qua phần mềm, đó chính là CPU ID HW Monitor, thì chỉ số mình sẽ show lên màn hình cho anh em cùng xem nhé. Và khi mình test ở Cinebench R23 và có bật song song với cả HW Monitor thì nhiệt độ trung bình của CPU là 80 cho đến 86 độ C và nó ăn tầm 17 cho đến 25W điện. Còn về thấp nhất sẽ tầm 6W nhiệt độ, tầm 43 độ C, còn cao nhất CPU có thể ăn điện ở mức đó chính là 94W và nhiệt độ đạt ngưỡng khoảng 100 độ C nha. Có một điều mình khá khó chịu ở trên chiếc laptop này, đó chính là khi mà mình chơi game ấy, ở phần phía bản lề nó nóng lên khá là nhanh mà tay mình lại hay ra mồ hôi nữa, nên là nó sẽ đọng lại mồ hôi ở đây rất là nhiều. Nên là anh em nhớ lưu ý và mình recommend cho anh em, đó chính là mình có thể chơi game thì mình bàn phím ngoài và dùng chuột ngoài hết luôn cho tiện mà chơi game nó sướng hơn. Về thiết kế ngoại hình của chiếc Acer Tut Gaming này thì theo như mình nhìn thấy nó mang một cái phong cách kiểu hầm hố đậm chất gaming luôn anh em ạ. Anh em có thể thấy là nó cực kỳ hầm hố và bền bỉ. Nhìn về phía mặt sau màn hình ấy, thì máy được hoàn thiện từ bộ khung kim loại nguyên khối, logo Tut được dập nổi ở phía trên tạo nên một điểm nhấn cực kỳ nổi bật và sang trọng. Còn về phía bên trái thì Acer cũng để tên sản phẩm là Tut Gaming ở đây và có một số chữ. Cá nhân mình thấy thì mình không thích mấy cái dòng chữ này cho lắm, và khi mình nhìn vào tổng thể ở phía mặt lưng ấy thì cái hình chữ này nó làm cho mình mất cân đối và nó bị mất trật tự. Giá như mà Acer lược bỏ nó đi thì mình nhìn tổng thể lại nó sẽ đẹp hơn và nịnh mắt hơn rất là nhiều. Chúng ta đi xuống với phần kê tay thường xuyên tiếp xúc mỗi ngày, em nó đã được thiết kế với bề mặt nhám mịn. Khi mà mình thao tác trên đây ấy, cực kỳ thoải mái và không khó chịu. Tuy rằng đây chỉ là bề mặt được làm từ nhựa mà thôi, nhưng Acer vẫn thiết kế cực kỳ cứng cáp và lại không quá ọp ẹp. Nếu như các bạn còn lo ngại về cái bản lề ở trên chiếc Acer F15 này ấy, thì các bạn đừng có quá lo lắng nha. Bởi vì từ dòng Acer Tut 506 và 507 trở đi ấy, thì hiện tượng lỗi ở trên bản lề nó đã được giảm đi rất là nhiều. Và Acer cũng đã nói với mọi người rằng là cái laptop gaming của họ sẽ chắc chắn và bền bỉ hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó chính là về phần bàn phím của Acer Tut F15 này. Nó cũng được hoàn thiện khá là tốt. Các bàn phím thì đều có độ nảy tốt và các phím tăng giảm âm lượng cũng được đưa riêng lên đây khá là tiện. Hành trình phím thì mình có test thử thì tương đối ổn. Và cơ bản cho dòng laptop gaming thì LED RGB một màu và độ sáng nó cũng ổn đối với mình.
Nếu nói cao thì cũng không đúng lắm, nhưng nếu mà ổn thì nó cực kỳ phù hợp với những bạn học sinh sinh viên dùng laptop gaming để có thể sử dụng hàng ngày, thao tác bình thường hàng ngày thôi. Còn đa số mình thấy những cái bạn mà chơi game ấy, mua laptop gaming về thì thường thường là hay mua thêm một bàn phím rời nữa để chơi game, nó sẽ tiện hơn và nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Tuy mình là một người ít dùng và không quan tâm lắm về touchpad ở trên laptop ấy, nhưng theo mình thấy Acer Tuf F15 năm nay đã nâng cấp cái touchpad rộng hơn, nhưng đa số anh em mua laptop gaming cũng không quan tâm lắm về cái touchpad này. Những touchpad này to hơn cũng làm cho tổng thể con máy của nó cân đối và liên lạc hơn khá là nhiều. Về tổng quan ngoại hình thì chiếc laptop này nó không được nâng cấp khá là mấy, và theo như mình nhìn thấy và mình cảm nhận ấy thì màn hình đó chính là điểm nâng cấp lớn nhất ở trên chiếc laptop Acer F15 này. Em máy này thì được trang bị màn hình với độ phân giải là Full HD với tấm nền IPS tần số quét đó chính là 144Hz. Tích hợp với công nghệ NVDA G-Sync, độ phủ màu sẽ là 100% sRGB và 75,35% AirBrush RGB, đem đến sắc độ hiển thị tốt, hình ảnh cũng được tái tạo chuẩn xác hơn về màu sắc và khi bạn làm việc với đồ họa hay là chỉnh sửa ảnh cũng như là video ấy. Ngoài ra thì màn hình còn được tích hợp lớp phủ chống chói giúp giảm thiểu ánh sáng phản chiếu và mỏi mắt khi sử dụng ở nơi có độ sáng cao hay là ngoài trời. Với một màn hình có chuẩn màu và chính xác cao như vậy thì ngoài việc các bạn chơi game ra, nó sẽ đưa ra cái màn hình cực kỳ tốt và sống động, thì các bạn có thể edit ảnh này hoặc là chỉnh sửa video clip ở trên laptop này, nó cũng sẽ đưa ra cái chất lượng hiển thị tốt nhất và chất lượng cao nhất cho các bạn coi. Và chưa hết, ngoài việc Acer trang bị cho anh em độ chuẩn màu 100% sRGB thì nó có được trang bị thêm cả công nghệ NVDA G-Sync. Với công nghệ này được tích hợp trong các đồ họa RTX 4060 8GB này nữa ấy, khi mà chúng ta chơi game FPS sẽ đỡ bị xé khung hình đi khá là nhiều. Nếu như anh em đang quan tâm đến dòng laptop của Acer ấy, thì với chiếc Acer Tuf 15 Gaming này ấy, thì anh em có thể tham khảo nó ở dưới phần đường link, mình đã để nó ở dưới phần mô tả rồi nha. Và anh em còn điều gì thắc mắc về chiếc laptop này thì cũng comment phía dưới cho bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.